come in this position. Chúng ta sẽ vào tư thế này. Mình sẽ dựng bàn chân lên và chỉ để gót chân ở trên ghế thôi, cổ chân trên ghế. Đầu gối về phía trước. Tay trái xuống, left hand down. Tay trái xuống. Mọi người có thể thử theo cách này, nếu như mọi người không làm được thì thầy sẽ hỗ trợ mọi người. Rất dễ thôi ạ. Okay, first here, then this leg will go above the head. Come down, right? Easy for you. Okay. Then okay. You need to catch the ankle back side. Okay. Then bring the leg forward. Then chiều tay chim mọi người 90 degree, spread the finger, then I help to raise the hip up. Cái này em sang hả? Cái này em sang rồi.